Xin chào các con! Cô rất vui khi được làm quen và đồng hành cùng các con trong lớp học tiếng Việt của trang web olm.vn Các em thân mến, hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau đến với những phần còn lại của bài học Một lục sách. Ở phần này, các bạn sẽ được tiếp tục cùng cô tìm hiểu về đoạn văn miêu tả đồ vật quen thuộc và chia sẻ một bài thơ về nghề nghiệp một tiết học rất thú vị đang chờ đón chúng ta, cùng nhau đến với nội dung của bài học hôm nay ngay bây giờ nhé. Phần đầu tiên đã là luyện tập tả đồ vật quen thuộc. Trước hết, chúng mình cùng đến với phần phân tích mẫu. Sách giáo khoa cho chúng ta một đoạn văn, yêu cầu thứ nhất, các con hãy đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi. Bây giờ, chúng ta cùng đọc đồng thanh với cô nhé. Bố mua cho em một chiếc xe hơi đồ chơi màu đỏ rất đẹp. Bốn bánh xe tròn xoe làm bằng cao su màu đen, giúp xe chạy rất êm. Hai cái đèn phía đầu xe luôn chớp chớp mỗi khi em chạm tay vào. Trên nóc xe gắn một cái ăn tên nho nhỏ. Mỗi khi em bấm nút điều khiển, xe vừa chạy vừa kêu tinh tinh nghe rất vui tai rất tốt sau khi đọc bài trên các em hãy cho cô biết đồ chơi của bạn nhỏ tên là gì à đúng rồi bạn nhỏ có đồ chơi là một chiếc xe hơi được bố của mình tặng đúng không nào trong đoạn văn trên bạn nhỏ đã miêu tả rất nhiều về những đặc điểm của chiếc xe hơi đồ chơi đó chúng ta thấy bạn nhỏ đã nêu đặc điểm về màu sắc bánh xe đèn xe và hoạt động của xe vậy các con hãy giúp cô trả lời câu hỏi mỗi đặc điểm sâu của đồ chơi được tả bằng những từ ngữ nào à chính xác về màu sắc xe hơi có màu đỏ rất đẹp về bánh xe thì được bạn nhỏ miêu tả là bánh xe tròn xoe là mảnh cao su màu đen. Đèn xe thì ở phía trước đầu xe, luôn chớp chớp mỗi khi bạn nhỏ chạm tay vào. Cuối cùng là hoạt động của xe. Mỗi khi bấm nút điều khiển, xe vừa chạy vừa có tiếng kêu, tin tin, nghe rất vui tai. Như vậy, chúng ta thấy rằng trong đoạn văn trên, bạn nhỏ của chúng mình đã miêu tả về chiếc xe ô tô đồ chơi của mình rất chi tiết. Trong đó, Đoạn văn của bạn tập trung vào việc giới thiệu món đồ mà bạn sẽ miêu tả và miêu tả các đặc điểm của món đồ ấy rất hấp dẫn và sinh động, đúng không nào? Bài tập tiếp theo cho chúng mình đã là các con sẽ viết từ 4 đến 5 câu miêu tả chú gấu bông dựa vào hình và từ ngữ gợi ý. Trước hết, các bạn cùng quan sát lên màn hình và đọc các từ ngữ được gợi ý nhất tên, đặc điểm, hình dáng, màu sắc, bộ phận nổi bật, tình cảm. Như vậy, với những gợi ý này, chúng ta thấy được đoạn văn sẽ có 3 phần chính đó là câu mở đầu các con sẽ tập trung giới thiệu tên của đồ vật, các câu tiếp theo các con sẽ nói về đặc điểm của những đồ vật như là về hình dáng, màu sắc, bộ phận nổi bật và cuối cùng là các con sẽ có một câu văn thể hiện tình cảm của mình dành cho món đồ ấy các bạn cùng hoàn thiện đoạn văn này với cô nhé chúng ta đã làm rất tốt mình có đoạn văn như sau nhân dịp sinh nhật mẹ đã tặng cho em con gấu bông rất đẹp nó có hình dáng như một con gấu trúc và to gần bằng em cả thân hình của nó có màu nâu vàng trông vô cùng bắt mắt. Đặc biệt, gấu bông có bộ lông rất mềm mượt. Đây là món quà em rất trân trọng. Như vậy, chúng ta có thể thấy trong đoạn văn vừa rồi, câu đầu tiên, nhân dịp sinh nhật, mẹ đã tặng cho em con gấu bông rất đẹp. Mục đích của câu văn này đó là chúng ta giới thiệu về món đồ mình sẽ miêu tả, ở đây đó là con gấu bông được mẹ tặng vào dịp sinh nhật. Những câu 2, 3 và 4, các bạn tập trung miêu tả về hình dáng đặc điểm của con gấu bông, cụ thể về hình dáng, nó giống như một con gấu trúc và to gần bằng em. Về màu sắc thì con gấu bông có thân hình màu nâu vàng trông vô cùng bắt mắt. Điểm nổi bật của gấu bông đó là nó có một bộ lông rất mềm mượt. Và các đoạn chúng ta sẽ có một câu văn thể hiện tình cảm của mình dành cho món đồ đó. Cụ thể ở đây, chúng mình có câu: "Đây là món quà em rất trân trọng." Sau những bài tập vừa rồi, chúng ta có thể rút ra được một vài lưu ý khi muốn viết đoạn văn miêu tả đồ vật như sau. Đoạn văn miêu tả đồ vật thường sẽ có 3 phần. Thứ nhất, giới thiệu tên đồ vật. Thứ hai, nêu đặc điểm của đồ vật, ví dụ như về hình dáng, màu sắc, điểm nổi bật, vân vân. Và cuối cùng là nêu tình cảm với đồ vật. Phần thứ hai trong bài học của chúng mình đó là đọc một bài thơ về nghề nghiệp, sau đó chia sẻ về bài thơ mình đã đọc dựa vào một vài gợi ý và phiếu vào phiếu đọc sách những điều em đã chia sẻ. Chúng ta có những gợi ý như tên bài thơ, tác giả hoặc tập thơ, nghề nghiệp được nhắc đến trong bài thơ và hình ảnh đẹp. Các bạn có thể chia sẻ một cách ngắn gọn, sau đó tập chia sẻ trước lớp. Hôm nay, cô sẽ giới thiệu đến các bạn một bài thơ có chủ đề nghề nghiệp. Chúng mình cùng đọc nhé! Bài thơ Bé làm hòa sĩ Bé muốn làm hòa sĩ để vẽ ông mặt trời với những tia nắng ấm sáng rực khắp muôn nơi. Bé thích làm hòa sĩ để vẽ cô và mẹ. Mẹ có đôi mắt tròn, còn cô cười rất tươi. Bé ước làm hòa sĩ để vẽ bàn vẽ trường, vẽ những gì yêu thích đậm hình trên tranh bé. Tạ Minh Thùy sau khi đã nghe bài thơ, các bạn hãy giúp cô hoàn thành những thông tin sau vào phiếu đọc sách nhé. Rất giỏi, chúng ta có phiếu đọc sách ghi vắng tắt những thông tin như sau. Tên bài thơ, bé làm họa sĩ, tác giả, tạ Minh Thùy, nghề nghiệp. Được nhắc đến trong bài thơ đó là họa sĩ. Hình ảnh đẹp, ở đây chúng ta có thể tìm ra được nhiều hình ảnh đẹp và tiêu biểu. Ví dụ như, bé ước làm họa sĩ, để về bạn, vẽ trường, đã thể hiện ước mơ của bé, mong muốn được trở thành một họa sĩ tài ba, và cả tình cảm của bé dành cho trường lớp và bạn bè. Các con cũng đã được đọc những bài thơ nào nói về nghề nghiệp, hãy chia sẻ với bạn bè trong lớp của mình nhé. Phần cuối cùng trong bài học hôm nay của chúng ta đó là nói về cách em tìm một bài thơ và một truyện đã học ở một lục sách tiếng Việt 2 tập 1. Ở phần này, các con sẽ cùng nhau chia sẻ về cách hay nói đơn giản là các bước mà mình tìm một bài thơ, một truyện có ở trong một lục sách tiếng Việt lớp 2 tập 1. Vậy, theo các con, đâu là cách làm phù hợp để tìm bài ở một lục? À, đúng rồi, chúng ta có cách làm phù hợp nhất để dễ dàng tìm được bài ở một lục vừa nhanh vừa hiệu quả, đó là Đầu tiên, chúng ta sẽ xem trang mục lục, tìm tên bài học và trong trang mục lục đó đối chiếu tên bài học với số trang tương ứng, lật ngay vào số trang ấy trong sách, như vậy chúng mình sẽ tìm được nội dung bài học, đúng không nào? Vậy, muốn tìm được bài tập đọc mục lục sách, chúng mình sẽ xem trang mục lục, tìm tên bài đọc mục lục sách. Bài đọc này nằm ở trang 133 và chúng mình chỉ cần lật trang 133 sẽ có ngay bài đọc mà mình cần tìm. Tương tự như vậy, hãy chia sẻ với bạn bè về cách em đã làm và thử tìm những nội dung trong sách theo mục lục để rèn luyện kỹ năng tìm tên bài học thật nhanh chóng nhất. Video của chúng ta đến đây là hết rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những bài học tiếp theo.